Sau mùa vụ Tết, các vườn cây ăn trái ở vùng Đông Nam Bộ đang vào giai đoạn sau thu hoạch. Nhà vườn cần áp dụng các biện pháp chăm bón ra sao để cây phục hồi tốt, chuẩn bị cho mùa vụ mới, nhất là trong tình hình giá phân bón tăng cao như hiện nay. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 6 tháng 3 năm 2022 với phần tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Đắc Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.